nè. Đó, cái nhà mến yêu ơi. Ôi da, trúng một cái gì? Cái cây. Cái nhà mến yêu thân yêu. Mình đang từ những con đường đẹp đẽ sáng sủa, bảy sắc cầu vồng, xanh xanh đỏ đỏ, lấp lòe lấp lóe. Bây giờ là đang ở trong một cái khu đường đất, đường quê, đường đá, đường ổ gà ở dôi. Tại nhà thân yêu thấy không? Trên những chuyến đi phượt phải có đủ mọi khía cạnh. Con người thì có hỉ nộ ái ố, thì con đường nó cũng có là đường ngon, đường dởm, đường tối thui mịt mờ. Bây giờ mới có 8 giờ rưỡi thôi á cả nhà. Hên là nhà mình cũng có một cái đèn gọi là đèn chiếu sáng mới thay bóng. Đó, phía đối diện có một chiếc xe dừng nhau chạy nha anh em. Rồi mỗi người chạy một bên. Đó, chúc em trai chạy không có vui, quên không có sợ nha. Quên. Thấy mà em trai cũng hơi buồn. Trời nè cả nhà thấy không? Chạy mà không để ý là cũng nguy hiểm lắm á. Ở ngàn lắm nha. Đó, qua cái cầu này là có thể là chúng ta đã tới ánh sáng dân mình. Cắm ba gác. Đường thì sụp. Sao ba gác đi được? Thấy thú vị không cả nhà thân yêu? Giờ mình sẽ đổi qua thôi. Đi ra rồi, tính đổi bằng hình ngang. Coi xíu nữa đi, mình sẽ kết thúc cái video. Nếu mà video quá dài thì mình sẽ đăng lên một video dài. Ở nhà cứ xem, nếu mà ngắn quá thì lên video dài coi nha. Ngủ gà vô rồi, lắc. Mấy con nhỏ này nãy giờ nó ngủ. Nó vô tới đường này là nó tự nó dậy hết. Auto. Auto dậy luôn, không ai đánh thức luôn. Tính ra là cái tay tay lái của em cũng cực thôi đúng không? Có ngàn vậy? Sao? Những video sau nhớ ủng hộ tụi mình nha các nhà thân yêu ơi. Đây là bãi xe buýt 81 nổi tiếng khu vực, nổi tiếng khu vực thôi nha. Bye bye, hẹn gặp lại.